thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí thân mến, thực hiện quyết định 26 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sáp nhập tổ dân phố và chỉ đạo của Đảng ủy phường An Biên về việc sáp nhập các chi bộ tổ dân phố thuộc Đảng bộ phường. Hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2022, chi bộ tổ dân phố số 3 và nhóm đảng viên 213 trọng thể tổ chức liên hoan gặp mặt và chia tay trước khi sáp nhập vào các chi bộ mới. Về dự và chung vui với chi bộ và nhóm đảng viên 213 hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu Đảng ủy phường có đồng chí Nguyễn Văn Nhật, quận ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hải Phương, nguyên bí thư đảng ủy phường, hiện nay là quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường Nghĩa Xá, xin nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi cũng mời đồng chí Lê Việt Hải, nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường về dự, nhưng mà đồng chí Hải là đang bệnh họp không về dự được. Về đại biểu phường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Đặng Thị Liên, đảng ủy viên, bí thư chi bộ 1 là chi bộ mới. Xin mời đồng chí Liên đứng ra đây. Vâng. Và đồng chí Ngô Minh Quân là bí thư chi bộ 2, nhưng mà đồng chí Quân sẽ đến muộn một chút khi đã giới thiệu xong. Đặc biệt là hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Hoàng Hà Thủy, đại tá trưởng phòng chính trị của Sở Công an Hải Phòng, người đã làm nhóm đảng viên 76 đầu tiên của chi bộ trong 15 năm qua cùng với đồng chí Hoàng Thanh Hải bây giờ. Xin mời đồng chí. Về dự hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu là tất cả toàn thể đảng viên trong chi bộ tổ dân phố và 23 cùng đồng chí cảnh sát khu vực đồng phó phụ trách cho các tổ 3 tổ 6. Xin mời đồng chí Vin. Về chương trình hôm nay, sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thì tôi xin thông qua chương trình như sau. Chúng ta cũng làm gọn nhẹ thôi. Thứ nhất là tôi sẽ nói khái quát về cái tình hình hoạt động của chi bộ trong 15 năm qua. Thứ hai, đồng chí Nguyễn Văn Nhật, đảng ủy bí thư đảng ủy sẽ phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ba là đồng chí Hoàng Thanh Hải sẽ phát biểu ý kiến tặng quà cho bí thư chi bộ. Bốn là các đồng chí bí thư chi bộ mới, xin mời đồng chí Liên, đồng chí Quân là có chuẩn bị có ý kiến phát biểu. Năm là tôi cũng có dự kiến cho đồng chí Nguyễn Hải Phương là có lời chúc mừng và với chi bộ của chúng ta. Sau đó là chúng ta đến cái phần mà chúng ta liên hoan và chúng ta giao lưu để chúng tự chúng ta trao đổi hơn thì nó kéo dài. Và ở đây có chương trình karaoke, để xin báo cáo các đồng chí nhiều hơn nhé. Sau đây thì tôi xin khái quát chỉ 5 phút xin phép để chúng ta vào cái phần chính. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí thân mến, chi bộ tổ dân phố số 3 được thành lập từ những năm của thập kỷ 80-90 trước, khi mà quận Lê Chân còn là khu phố Lê Chân. Cho nên hôm nay tôi xin phép là tôi chỉ tổng kết 15 năm từ 2008 đến nay, là khi mà cấp ủy của chúng tôi gồm 3 đồng chí là tôi, đồng chí Dũng, đồng chí Hiền đã là trong cấp ủy và trong suốt cả từ 15 năm làm nhiệm kỳ cùng với chi bộ. Trong 15 năm qua, chi bộ có 44 đảng viên đi và đến với chi bộ, và trong đó thì có 10 đảng viên đã từ trần, 3 đồng chí chuyển đi nơi khác và 1 đồng chí xin ra khỏi đảng, tích chiều tích tuổi đảng. Cho đến ngày hôm nay là ngày 31 tháng 8 là ngày quyết định là sáp nhập các chi bộ, thì chi bộ chúng ta còn tròn 30 người, là có cả 2 đảng viên mới chuyển về là đồng chí Vũ Thị Lệ Thanh và đồng chí Nguyễn Minh Hiền. Thì sau khi mà chia sáp nhập thì chúng ta rất là tròn. Mỗi chi bộ chúng ta tách làm đôi, từ bên kia đường Cát Cụt là 15 đồng chí chuyển về chi bộ 2, bên này đường Cát Cụt 15 đồng chí chuyển về chi bộ 1, đấy là chúng ta chia đôi. Nhóm đảng viên 76 cũ nay là 23 cũng tròn 15 năm qua, có 38 đảng viên tham gia sinh hoạt
giữ mối quan hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú, nay chuyển đi và cũng sát nhập với chi bộ 1 và 2. Về chi bộ 1 là 17 đồng chí và chi bộ 2 là 7 đồng chí. Là một chi bộ đã giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu liên tục 13 năm từ 2008 đến 2020. Chi bộ cũng đã lãnh đạo tổ dân phố giữ vững danh hiệu tổ dân phố tiên tiến xuất sắc của quận 15 năm liên tục. Chi bộ cũng đã được ban thường vụ thành ủy và bí thư chi bộ cũng được ban thường vụ thành ủy tặng bằng khen năm 2019. Chi hội cựu chiến binh đã được quận thành hội của cựu chiến binh thành phố tặng bằng khen về thành tích chống dịch. Và đặc biệt là ban công tác mặt trận đã được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen năm 2015. Thì cái đó là một cái thành tích rất là trong khen cao, là chúng ta phải nói là chúng ta đã ghi nhận được nhiều thành tích. Có được thành tích trên thì trước hết là nhờ sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, đảng viên tổ dân phố, đảng viên 23 và nhân dân, và sự chỉ đạo của đảng ủy phường. Nhân đây chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí đảng viên trong tổ dân phố, các đồng chí đảng viên 23, các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền đã giúp đỡ chăm lo cho chi bộ giữ vững được danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong 13 năm qua. Cá nhân tôi vô cùng cảm động trước sự nhiệt tình của các đồng chí trong cấp ủy, của các đồng chí đảng viên 23, nhất là đồng chí Hoàng Hòa Thủy và Hoàng Thanh Hải. Từ đáy lòng tôi vô cùng cảm động và tri ân sâu sắc tới tất cả các đồng chí trong 15 năm qua. Thì cá nhân tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được thành ủy khen, thì tặng bằng khen, thì thành tích này trước hết là thuộc về chi bộ, thuộc về đảng viên của chúng ta. Nhân đây thì tôi cũng rất là cảm kích và xin tri ân sâu sắc cảm ơn với tất cả các đồng chí đã chung tay cùng với cấp ủy, cùng với đội ngũ đảng viên chúng ta xây dựng phong trào vững chắc trong suốt 13 năm qua. Nay thì do quyết định 276 của Hội đồng nhân dân thành phố sáp nhập tổ dân phố thì các chi bộ và các tổ chức chính trị đoàn thể sáp nhập theo, thì cái này thì chúng ta sáp nhập theo cái quyết định đó, thì chúng ta tổ chức cái hội nghị hôm nay để chúng ta cũng tổng kết lại và chia tay nhau trong với lại cái phiên nhậu của chi bộ tổ dân phố số 3. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, tiếp tục phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ở đơn vị mới. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Thanh Hải, trưởng nhóm đảng viên 23, sẽ có lời phát biểu. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ 2 và các đồng chí đảng viên 23, hôm nay cũng là một buổi gặp mặt chi bộ đảng viên 23 để chúng ta chia tay nhau đi về các cái tổ mới. Thì qua 15 năm và chúng tôi là những đảng viên được về sinh hoạt tại chi bộ, tức là những nhóm đảng viên đường phố, thì chúng tôi được sự giúp đỡ của đồng chí bí thư chi bộ đồng chí Năm rất là tận tình và nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong 15 năm qua. Và hôm nay là cái buổi gặp mặt cuối cùng, thì thay mặt cho nhóm đảng viên 23 một lần nữa là xin chân thành cảm ơn ban chấp hành chi bộ và cảm ơn cá nhân đồng chí Năm đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình trong suốt 15 năm. Và nhân đây cũng xin kính chúc sức khỏe đồng chí Năm và tất cả mọi
đảng viên. Sau khi mà chúng ta về các cái chi bộ mới và các cái nhóm mới sinh hoạt, luôn luôn có nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình. Và nhân cái dịp này thì thay mặt cho nhóm đảng viên 23, chúng tôi cũng có một cái món quà tặng cho đồng chí Bí thư, đồng chí Năm, cái kỷ niệm để ghi nhận cái tình cảm nhóm đảng viên chúng tôi với đồng chí Bí thư chi bộ trong suốt thời gian qua. Xin mời đồng chí Năm. Đúng là bộ và tổ dân phố đã có hai kỳ làm tổ chức khuyến học 5 năm và 10 năm. Tại hội nghị khuyến học 5 năm, đồng chí Hoàng Thanh Hải và công ty điện lực Hải Phòng đã tặng các cháu 30 phần quà. Và đợt vừa rồi, tổng kết 10 năm, đồng chí đã tặng 5 phần quà cho các cháu. Thì đây là một cái cảm nhận hôm nay. Thì trước khi chia tay với các đồng chí để chuyển sang đưa chi bộ mới, thì trước hết xin chân thành cảm ơn cá nhân đồng chí, cảm ơn công ty Điện cơ Hải Phòng. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân để phát biểu ý kiến và tặng hoa cho cấp ủy và cho đồng chí Bí thư chi bộ, hai đồng chí Bí thư chi bộ mới và hai đồng chí là trưởng nhóm đảng viên 23. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Hải Phương, ủy viên quận ủy, bí thư đảng ủy phường Nghĩa Xá, nguyên là bí thư đảng ủy phường An Biên. Kính thưa toàn thể các bác đồng chí trong cấp ủy chi bộ, các bác đảng viên của chi bộ tổ dân phố số 3 cũ, các bác đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại nhóm đảng viên 23 tại địa bàn tổ dân phố số 3. Trước hết thì xin phép được thay mặt cho các đồng chí đại biểu của Đảng, chính quyền phường An Biên xin gửi tới toàn thể các bác đồng chí lời chào, xin được kính chúc các bác đồng chí mạnh khỏe, chúc cho chương trình liên hoan chia tay các cái hoạt động của chi bộ tổ dân phố số 3 cũ ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Đồng chí thực hiện theo nghị quyết 26 của Hội đồng dân thành phố Hải Phòng, thì các cái tổ dân phố trên địa bàn phường An Biên chúng ta thực hiện cái việc sáp nhập đảm bảo quy mô về số hộ địa bàn dân cư. Và địa bàn của phường An Biên ta này với 16 tổ dân phố cũ sẽ được chia tách sáp nhập thành 8 tổ dân phố mới. Thế và ngày 31 tháng 8 năm 2022 thì Đảng ủy phường đã chính thức công bố nghị quyết 26 của Hội đồng dân thành phố cũng như là các cái quyết định. Trong đó có quyết định sáp nhập chỉ định lâm thời đối với các đồng chí trong cấp ủy chi bộ 8 chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy phường. Thế và trên cơ sở thực hiện cái quyết định sáp nhập của Đảng ủy thì các chi bộ sẽ tiến hành lập danh sách bàn giao đảng viên đang sinh hoạt và một số các đồng chí trong đảng viên sinh hoạt ở nhóm 23 về các chi bộ mới. Thế và đến hôm nay thì trên cơ sở thực hiện việc tổng kết hoạt động của chi bộ cũ để hình thành một cái giai đoạn phát triển mới đối với địa bàn tổ dân phố mới, thì chi bộ tổ dân phố số 3 tổ chức hoạt động liên hoan chia tay đánh giá tổng kết các cái hoạt động. Thì chúng tôi hết sức vui mừng khi được nghe bác bí thư chi bộ trao đổi các cái nội dung hoạt động trong cái thời gian 15 năm qua đối với thời gian công tác của đồng chí bí thư chi bộ. Thế và cũng hết sức là phấn khởi khi mà cái thành tích của chi bộ chúng ta thì đạt hết sức là cao. Báo cáo các đồng chí là 15 năm liên tục thì tổ dân phố số 3 duy trì là tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Thế và với chi bộ của tổ dân phố số 3 thì 13 năm liên tục giữ được cái danh hiệu là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được bình bầu là chi bộ tiêu biểu trong sạch vững mạnh. Thì đây cũng là một cái thành tích mà hết sức vui mừng và đáng ghi nhận trong cái hoạt động chung của các chi bộ tổ dân phố và phường. Thế và với thành tích như vậy thì trong hoạt động của hàng năm thì các bác trong các ủy chi bộ đã thể hiện rõ được cái vai trò trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động của chi bộ cùng với sự tham gia trách nhiệm nhiệt tình của các bác các đồng chí là đảng viên của chi bộ cũng như là toàn thể nhân dân tại địa bàn tổ dân phố. Chúng ta đã hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà được phường giao về tổ dân phố. Thế và xin một lần nữa thay mặt cho các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy phường xin được ghi nhận biểu dương và đề nghị chúng ta hãy ghi nhận biểu dương cái kết quả của chi bộ tổ dân phố số 3 của một tràng pháo tay. Báo cáo các đồng chí
với cá nhân đồng chí Long thì cũng đã tham gia công tác tại cơ sở trên địa bàn của phường chúng ta với khoảng thời gian là 15 năm tham gia công tác tại chi bộ. Và một đồng chí hết sức trách nhiệm, nhiệt tình. Ngoài vai trò trách nhiệm tham gia tại tổ dân phố thì bác Long cũng tham gia với các hoạt động tại phường, tham gia đối với cựu chiến binh, tức là tham gia là ủy viên đảng ủy trong nhiều năm, tham gia làm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiều năm. Và trong toàn bộ quá trình công tác thì bác Long thể hiện vai trò trách nhiệm rất lớn và là một đồng chí hết sức năng nổ, nhiệt tình, tham gia các cái hoạt động tại địa phương hết sức trách nhiệm. Thì cũng xin được thay mặt các đồng chí trong lãnh đạo phường xin được ghi nhận và trân trọng cảm ơn cá nhân đồng chí Long cũng đã có một quãng thời gian rất dài cống hiến cùng với lại hệ thống chính trị của cả phường để giúp cho phường An Biên chúng ta đạt được nhiều cái thành tích trong cái thời gian vừa qua. Và xin được kính chúc bác Long dù không tham gia với hoạt động trực tiếp tại tổ dân phố là cán bộ cơ sở nữa, nhưng bác vẫn tiếp tục tham gia với vai trò là đảng viên, tham gia với vai trò là ủy viên ban thường vụ của hội cựu chiến binh của phường. Thì cũng kính mong bác tiếp tục có thật nhiều sức khỏe và cùng đồng hành với địa phương để giúp cho địa phương tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Và cũng xin được kính chúc toàn thể các bác đồng chí đảng viên có thật nhiều sức khỏe và mong muốn các bác đồng chí dù chúng ta sinh hoạt ở chi bộ 3 là chi bộ trước đây hay là chúng ta chia tách để hình thành tham gia sinh hoạt tại chi bộ 1 và một phần các bác tham gia chi bộ 2, thì rất mong các bác tiếp tục phát huy cái tinh thần trách nhiệm, tinh thần tiền phong của đảng viên để cùng với địa phương cống hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và cũng rất mong muốn các bác đồng chí đảng viên đang sinh hoạt theo quy định 213 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên giữ mối liên hệ với chi bộ, với nhân dân ở nơi cư trú, các bác tiếp tục tham gia tốt với địa phương và cùng đồng hành với địa phương trong các hoạt động trong thời gian tới đây. Và một lần xin được kính chúc sức khỏe các bác đồng chí, xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hải Phương, nguyên bí thư đảng ủy phường An Biên và hiện nay là quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường Nghĩa Xá, rất có tình cảm gắn giao với chi bộ 3 và nhóm đảng viên 213. Hôm nay thì đồng chí cũng xin phép đến dự và tặng quà đồng chí bí thư chi bộ 3. Sau đây xin nhờ những bài đồng chí Đặng Thị Liên là bí thư chi bộ 1, tổ dân phố số 1, tổ cựu chiến binh thì 60 hội viên cựu chiến binh. Nói chung là cái tổ này là đông nhất, mạnh nhất, và đồng chí Liên này cũng là bí thư chi bộ cũng mạnh nhất đấy. Xin mời đồng chí ạ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Nhật, quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường An Biên. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Hải Phương, quận ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy phường An Biên. Kính thưa toàn thể các đồng chí chi bộ tổ dân phố số 3 cũ. Hôm nay tôi vô cùng xúc động và rất là vinh dự được các đồng chí đảng viên chi bộ tổ dân phố số 3 cũ cũng như các đồng chí đảng viên 213 mời đến dự buổi chung vui gặp mặt cùng các đồng chí. Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong chi bộ cũng như là các đồng chí đảng viên 213. Và do việc sắp nhập cho nên một số đồng chí đảng viên cũng sẽ chuyển về chi bộ tổ dân phố số 1. Do vậy tôi cũng rất mong các đồng chí đảng viên chi bộ về tổ dân phố số 1 cũng như là các đồng chí đảng viên 213, chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh và các đồng chí sẽ tích cực có những hoạt động và giúp đỡ chi bộ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Nhân đây tôi cũng xin có một món quà nhỏ để tặng đồng chí
là tôi cũng đã chuyển đảng đi rồi. Bây giờ đồng chí bí thư chi bộ vẫn nhớ đến và mời tham dự bữa tiệc tiêu hôm nay. Trước hết thì xin chúc sức khỏe tất cả các đồng chí đại biểu cũng như là các đồng chí đảng viên của chi bộ cũng như là 23 để mạnh khỏe và giữ một nữa đường thân mật đầm ấm và chúc mọi người quân biết sức khỏe hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. 23 là 4. Đây là rất nhiều gia đình đồng chí Nguyễn Tân Thành là có 4.